Ai sợ? Ai sợ? Nhấc lên. Em không nhấc được. Nào. Mày chết đi, sống làm gì? Thế anh có xách được cái con lợn không? Xách được hết. Mày đang xách thì mới là lợn. Ú, chà chà. Con này là to nữa. Con này là cuối cùng mọi người ạ. Nghe thì nó rủ con Thái Châu ăn cùng đi. Cho cái làng ăn. Không, bọn nó đang đảo thế, bọn nó tắm suối đi, tắm suối đi. Khá là ngon đấy mọi người ạ. Bây giờ chỉ vấn đề là thời gian thôi. Tuyệt vời. Thì nó vàng rỡ, ui. Da nó nổi, sơn bong bóng. Cắn khốp hơn. Ấy, cái nóng mấy nhỉ? À, ở dưới nóng ấy. Ui, dính rồi. Ui, dính. Chất nước ra đây. Ui, điên kìa. Wow. Đấy nó cho củ thơm nhờ. Cái đen nhìn bẩn mà thơm nhờ. Cái chó bẩn. Không, nhưng mà có khét không anh? Có vẻ chất lượng đấy, nhưng mà em thì thơm mà. Nhưng có vẻ này không chín được. Tống than chín. Tống than thêm đi. Không, tống than cho nó cháy. Cháy là được. Ok, em lấy cây em gạt cái này vào nhá. Ừ. Bên kia Rồi, ok. Ok không? Ok. Rồi. Wow. Anh thổi đi. Món này làm nghe hơi khó khăn mọi người ạ. To quá. Hơi nhâm nhảy. Sơ ý một tí cháy bố mất. Cháy bố mất một tí rồi. Đúng. Chắc không bị gì. Ui, thùng lỗ này. Ui, trong vẫn ngon. Nó chỉ hỏng cái da thôi. À, được. Trong vẫn ngon. Khá là thơm ok đấy mọi người ạ. Thôi lại đợi thôi. Lại đợi thôi, đợi thôi. Tình hình là không thể chín được mọi người ạ. Lại phải lọc bỏ cái đùi riêng ra. Tại vì nó dày quá. Quả đùi này hơi khó chín. Mau đệ đi xem người ta đánh cá mất rồi. Ấy. Ai nào. Mà này ướp thêm tí nữa. Đùi phải tách nó ra không chín được. Tăng cẳng. Đấy, bây giờ phải nghiêng nữa. Lật lại. Hơi bị khó chín. Tao tưởng mày xem đánh cá. Xem đánh cá thì chín thơm này. Ai da. Thế em một chương. Ngon phết đấy nhỉ. À, ăn như kiểu bây giờ ăn như kiểu BBQ mọi người ạ. BBQ là cái gì? À, sườn nướng BBQ ấy, Hà Nội ấy. Cho em chín một chương. Đây. Một cái một rồi ăn ông phê. Tách từng xương một. Đấy. Úi xà. Em cho em. Từ từ. Mời mọi người nhá. Đây cho mình trước. Mời cả mọi người nhé. Cho muối ớt này. Ớt siêu cay này. Ăn kiểu này nó mới phê. Tí nữa. Cay ơi. Đây. Ngon á. Cá quá. Hả? Mùi cá. Mùi cá. Tí nữa nướng à, tí nữa sang xin cá ở nướng. À tí nữa sang đổi thịt bò lấy cá. Ngon lắm mùi ạ. À. Mời tất cả mọi người nhá. Mềm thơm nhỉ. Thơm, ngon. Ăn kiểu này ngon hơn, nóng. Sang nhập hội, nhập hội cùng. Thịt bò không? Mấy anh chuyên bò không? Thịt bò không? Đó, thì sang đây. Vẫn máu xem đánh cá. Xem cái nữa.
Mày ăn nhanh vậy? Ngon mà. Ui cay đấy. Đây mọi người nhìn này, thịt này mới đạt kinh điển. Cay nữa. Đây. Cay đấy. Thịt bê này nó khá là mềm. Đấy, ướp ướp hơi bị cay luôn, ăn hơi bị ngon luôn. Đó, nó phải tái tái này nè. Vừa chín tối. Anh ơi, hôm nay anh làm món này. Bò rắc muối đi. Bò rắc muối là cái món gì? Bò một cái ông tây đen, ông đeo kính, ông thứ nổ này. À. Ông rắc muối ấy. Bò Dubai. Đấy. Rắc vàng gì? Ừ. Hôm nay anh làm cái gì đấy đi. Ăn cho sướng. Ừ, kinh. Mình cũng làm được mà. Bán cả mày đi không được nửa cái miếng thịt bò đấy nhá. Mình cũng làm được thế mà. Ừ. Mình mua thịt bò mình á. Thịt bò mình không ăn được. Nướng tái thế. Nhưng mà thấy người ta ăn sống thì hơi kinh à. Ngon. Máu chảy tơ lưu. Đấy, ngon đấy. Có thể mày có thể xả cái đùi này ra ăn như kiểu thế. Nơi mới là rắc vào. Chú bẻ nó chảy về đâu. Ai, ai. Ngon á. Cái gai tăng rồi. Giờ phải làm cả tảng này cho nó chất chơi. Chớm. Dài quá. Ui, thịt. Wow. Ăn thịt ngon hơn ăn xương. Thế này ăn thử món này nè. Thử miếng. Đây, không. Tao nghi ngờ mày này. Cạch không? Hả? Dô. Mạnh mày, quá. Mày hạ độc cái gì? Không chấm lắm. Cay quá. Cay ngon. Cay mấy? Không là cay. Còn như thế này thì khả năng còn sơi đã chín được. Ấy. Này đau răng quá. Mỏi răng tự nhiên cánh lệch, cắn lệch miếng phát. Sái quay hẳn. Gọi mãi mấy anh kia sang ăn thịt bò mà. Mấy anh đấy mãi thích cá mà. Chẳng ăn. Anh Linh này ăn thịt bò không? Bò. Mà, mẹ tao bị già ấy. Mấy anh kia ăn thịt bò đây. Ok. Ok. Bộ, bộ. Ta mau có món gì ngon đấy nhở? Thịt bò siêu to khổng lồ. Siêu to khổng lồ à? Cho xin miếng nhà anh em ta mau nhở? Có mặn, mặn sườn. Ui ở ngon thế, nhìn này. Trong mấy ớt siêu cay à? Sống à, anh miếng này sống à? Miếng sống, muốn mặn sườn thì chín. Muốn mặn sườn chín à? Ôi trời, mặn sườn càng ngọt. Chín đến đâu ăn đến đấy? Chín đến đâu ăn đến đấy? Bò tái mà nhỉ? Mình đi ăn phở hay gọi là bò tái nhỉ? Càng tái càng ngon. Bò tái chảy hầm. Ui rồi em xin nhá. Ai cả. Cặp xương. Thì khoai nhỉ? Ê sợ. Ui dạ. Đùi vẫn còn đỏ lòm này. Đùi chín nữa chín. Sống mà. Sống nguyên. Ngon mà. Mau ra để cắt. Quả gì đấy? Mau ra để cắt cho anh. Khều à? Khều quá. Ui. Mời mau ra để cá nhỉ? Phải quá. Em mình cộng không? Cộng. Dô. Không hết nhá. Hết không? Hết không? 50 hết. Hết luôn. Để lấy xương. Vâng. Đây anh lên. Đâu, thử miếng nào. Lấy mau đệ lấy cái bát cái đĩa à đây lấy cái mâm. Ngon á. Ơi, ngon rồi. Phần nào chín cắt ra đây nhá. Thơm nhở. Mắc kén hạt rồi. Đưa cái kéo đây. Thôi. Ra lại không cắt được. Cho em miếng. Đây từ từ. Còn chưa cắt được đây này. Thơm chín rõ luôn. Đây chỗ này chín quá. Miếng ăn ạ. Mình yếu bịp ăn không? Có. Mình bịp. Ngon lắm. Ui, nhớ cẩn thận nó rơi xuống kia. Mình ra đây đã. Đấy. Ra đây để cắt cơn. Cái da này có khi là chín rồi đấy anh nhỉ? Hả? Cái da rồi. Cái đoạn này chín chắc rồi. Rồi, cái phần kia nướng lại đi anh ạ. Đây, đoạn này đặt chín đến đâu ăn đây đấy. Đâu ăn đấy. Ngon nhỉ. Thế mới giữ được nóng. Em về đây. Ấy. Ấy. Thịt bò. Miếng đây. Ngon lắm. Tối.
đối gặm xương nhé. À, thôi cứ để từ từ đây. À, đặt phân này đã.